Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật. Một La Mã. Biến động số lượng cá thể. Biến động số lượng cá thể của quần thể là sự tăng hoặc giảm số lượng cá thể. Một. Biến động theo chu kỳ. Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kỳ là biến động xảy ra do những thay đổi có chu kỳ của điều kiện môi trường. Hình 39.1 mô tả số lượng cá thể thỏ và mèo rừng Canada biến động theo chu kỳ 9 đến 10 năm. Ở đồng rêu phương Bắc, theo chu kỳ từ 3 đến 4 năm một lần, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm. Đúng theo chu kỳ biến động của chuột lemmút là con mồi chủ yếu của cáo. Cá cơm ở vùng biển Peru có chu kỳ biến động khoảng từ 10 đến 12 năm. Khi có dòng nước nóng chảy về làm cá chết hàng loạt. Ở Việt Nam vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu lại xuất hiện nhiều. Chim cu gáy là loài chim ăn hạt thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô, vân vân hàng năm. Muỗi thường có nhiều khi thời tiết ấm áp và độ ẩm cao. Ếch, nhái có nhiều vào mùa mưa, vân vân. Hỏi, quan sát hình 39.1b và cho biết vì sao số lượng thỏ và mèo rừng lại tăng và giảm theo chu kỳ gần giống nhau. 2. Biến động không theo chu kỳ. Biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kỳ là biến động mà số lượng cá thể của quần thể tăng hoặc giảm một cách đột ngột. Do điều kiện bất thường của thời tiết như lũ lụt, bão, cháy rừng, dịch bệnh, vân vân, hay do hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người gây nên. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát và ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét. Nhiệt độ xuống dưới 8 độ C, số lượng bò sát, chim thỏ, thú thuộc bộ gặm nhấm thường giảm mạnh sau những trận lụt ở miền Bắc và miền Trung nước ta. Rừng tràm U Minh Thượng bị cháy vào tháng 3 năm 2002, đã xua đuổi và giết chết rất nhiều sinh vật rừng. Hình 39.2 mô tả sự biến động số lượng cá thể thỏ không theo chu kỳ ở Australia vì thỏ bị bệnh u nhầy do nhiễm virus. Hai La Mã, nguyên nhân gây biến động và sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể. Một, nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể. Hỏi, hãy nêu những nguyên nhân gây nên sự biến động số lượng cá thể của các quần thể theo chu kỳ và không theo chu kỳ, trong các ví dụ đã nêu ở phần 1. Theo gợi ý ở bảng 39, bảng 39, nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể. Các em kẻ bảng gồm có 2 cột, 4 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, quần thể. Cột 2, nguyên nhân gây biến động quần thể. Hàng thứ hai, cột 1, cáo ở đồng rêu phương Bắc. Cột 2, phụ thuộc vào số lượng con mồi là chuột lemmút. Hàng thứ ba, cột 1, sâu hại mùa màng. Cột 2, 3 chấm. Hàng thứ tư, cột 1, 3 chấm, cột 2, 3 chấm. Ngoài các ví dụ nêu ở phần 1, học sinh có thể điền thêm những ví dụ khác vào bảng. Có thể chia các nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể thành hai nhóm. Nguyên nhân do thay đổi các nhân tố sinh thái vô sinh và nguyên nhân do thay đổi các nhân tố sinh thái hữu sinh. A. Do thay đổi của các nhân tố sinh thái vô sinh. Các nhân tố sinh thái vô sinh không bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể, nên gọi là nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể. Trong số những nhân tố sinh thái vô sinh, nhân tố khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên và rõ rệt nhất. Nhiệt độ không khí xuống quá thấp là nguyên nhân gây chết nhiều động vật, nhất là động vật biến nhiệt như ếch nhái, bò sát, vân vân. Sự thay đổi của những nhân tố sinh thái vô sinh ảnh hưởng tới trạng thái sinh lý của các cá thể. Sống trong điều kiện tự nhiên không thuận lợi, sức sinh sản của các cá thể giảm, khả năng thụ tinh kém, sức sống của các con non thấp, vân vân. B. Do thay đổi của các nhân tố sinh thái hữu sinh. Các nhân tố sinh thái hữu sinh bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể, nên được gọi là nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể.
sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một đàn, số lượng kẻ thù ăn thịt, sức sinh sản và mức độ tử vong, sự phát tán của các cá thể trong quần thể, vân vân, có ảnh hưởng rất lớn tới sự biến đổi số lượng cá thể trong quần thể. Ở chim, sự cạnh tranh nơi làm tổ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản và nở trứng. Những loài động vật ít có khả năng bảo vệ vùng sống như cá, hươu, nai, vân vân, thì khả năng sống sót của con non phụ thuộc rất nhiều vào số lượng kẻ thù ăn thịt. Đối với những loài có khả năng bảo vệ vùng sống như nhiều loài thú ăn thịt, hổ, báo, vân vân, thì khả năng cạnh tranh để bảo vệ vùng sống có ảnh hưởng lớn tới số lượng cá thể trong quần thể. 2. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể. Quần thể sống trong một môi trường xác định luôn có xu hướng tự điều chỉnh số lượng cá thể bằng cách hoặc làm giảm số lượng cá thể hoặc kích thích làm cho số lượng cá thể của quần thể tăng cao. Thứ nhất, trong điều kiện môi trường thuận lợi như có nguồn thức ăn dồi dào, ít kẻ thù, vân vân, sức sinh sản của quần thể tăng lên và mức độ tử vong giảm, nhập cư cũng có thể tăng. Do đó, số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh chóng. Thứ hai, số lượng cá thể trong quần thể tăng lên cao, sau một thời gian nguồn thức ăn trở nên thiếu hụt, nơi sống chật chội, vân vân, dẫn tới cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể, làm cho mức tử vong tăng và sức sinh sản giảm, đồng thời xuất cư cũng có thể tăng cao. Số lượng cá thể của quần thể lại được điều chỉnh giảm xuống, cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể dẫn đến hiện tượng tự đỉa thưa thực vật và hiện tượng động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau. 3. Trạng thái cân bằng của quần thể. Khả năng tự điều chỉnh số lượng cá thể khi số cá thể của quần thể giảm xuống quá thấp hoặc tăng lên quá cao dẫn tới trạng thái cân bằng của quần thể. Khi đó, quần thể có số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Hình 39.3. Hỏi: các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng như thế nào tới trạng thái cân bằng của quần thể? Lấy ví dụ minh họa. Qua bài học này, các em cần nắm vững: thứ nhất, có hai dạng biến động số lượng cá thể của quần thể. Dạng biến động thứ nhất, biến động theo chu kỳ, xảy ra do những thay đổi có chu kỳ của điều kiện môi trường. Biến động thứ hai là biến động không theo chu kỳ, xảy ra do những thay đổi bất thường của môi trường tự nhiên hay do hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người gây nên. Thứ hai, hai nhóm nhân tố sinh thái gây nên biến động số lượng cá thể của quần thể. Thứ nhất, nhóm các nhân tố vô sinh tác động trực tiếp lên sinh vật mà không phụ thuộc vào mật độ cá thể trong quần thể, nên còn được gọi là nhóm nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể. Nhóm các nhân tố hữu sinh luôn bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể, nên gọi là nhóm nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể. Thứ ba, quần thể luôn có xu hướng tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng, số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Câu hỏi và bài tập. 1. Nguyên nhân của những biến đổi số lượng cá thể của quần thể là gì? 2. Thế nào là nhân tố sinh thái phụ thuộc mật độ? Nhân tố không phụ thuộc mật độ. Các nhân tố này có ảnh hưởng như thế nào tới sự biến động số lượng cá thể của quần thể? 3. Những nghiên cứu về biến động số lượng cá thể có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ các loài sinh vật? Cho ví dụ minh họa. 4. Quần thể điều chỉnh số lượng cá thể như thế nào? Khi nào quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng? 5. Vì sao nói trong tự nhiên, quần thể sinh vật có xu hướng điều chỉnh số lượng cá thể của mình ở mức cân bằng? Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.